Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel Thibo Audio ha. Thì mình là Khánh. Clip lần này thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái thiết bị nó rất là quan trọng cho những bộ dàn karaoke ngoài trời. Đó chính là thiết bị mà thu nhận Bluetooth. Tại sao vì thiết bị này quan trọng? Bởi vì khi mà mọi người ở ngoài trời á, thì nó rất là nhiều cái môi trường nó ảnh hưởng đến sóng Bluetooth, như là gió rồi mưa rồi vật cản khá là nhiều, nó khác với trong môi trường gia đình. Vậy nên một khi một cục Bluetooth xài nó phải tốt, nó phải đủ khỏe và đương nhiên chất âm nó phải hay nữa. Ngày trước thì bên mình hay sử dụng cái dòng mà của Bose Soundtouch Wireless đó. Nếu mà mọi người coi những clip trước đây thì bên mình đã xài dòng này rất là nhiều, khá là mắc, tuy nhiên khách hàng vẫn ưa thích và vẫn mua dòng này rất là nhiều. Tuy nhiên năm vừa rồi thì Bose có vẻ là ngưng sản xuất dòng này rồi, thì bên mình lại phải tiếp tục tìm kiếm những các cái sản phẩm khác tương tự. Có thể kể tới gần đây như là mình kiếm được Win Mini nè. Rồi nhưng mà con đấy là thiên về stream một xíu, nó không thiên về Bluetooth, giá nó cũng hơi cao, tầm 3.6 triệu. Thì cũng tìm hiểu cả với những bên của Trung Quốc như là Urin nè, rồi đến cả những thương hiệu Hàn Quốc như ENK, một hãng mà chuyên về máy nghe nhạc đi, họ cũng có những bộ Bluetooth, tuy nhiên nó vẫn không đạt hiệu quả như mình mong muốn. Và lần này thì sau khi tìm hiểu thì mình có một cái nguồn hàng nó số lượng của nó cũng khá là giới hạn, và một cái sản phẩm này cũng khá quen thuộc với mọi người, một thương hiệu khá quen thuộc với mọi người, đó chính là Bose. Tiếp tục là một cục Bose Bluetooth đến từ thương hiệu Bose, quá nổi tiếng nha. Đương nhiên cục này, thứ nhất mình chia sẻ luôn, thứ nhất hàng này không phải hàng mới, hàng này là cái con đời trước của cái con Bose Soundtouch Wireless luôn, đó là cái thứ nhất. Thứ hai nữa, những dòng sản phẩm này không phải là hàng full box, những sản phẩm này sẽ là hàng chỉ có thiết bị kèm đầu sạc và dây sạc, dây thôi, không có box này mọi người. Tuy nhiên vẫn còn mới 100% và coi như là xài thoải mái nha, rất là coi như là còn line new á, coi như là hàng line new đi. Về chất lượng thì do Bose không có công bố chất lượng Bluetooth cho con này, tuy nhiên với mình khả năng mình test thì từ độ xa tầm khoảng 10 đến 20 mét thì Bluetooth chất lượng khá là tốt. Và trên con này thì nó cũng khá đơn giản, dễ xài hơn con wireless mà sao tắt nhiều. Thì bạn quay phim vậy, bạn quay gần xíu cho mình coi để cho mọi người coi cái con này ha. Đây, thứ nhất là nó nhỏ hơn con kia một chút xíu, nó chỉ trong lòng bàn tay này thôi. Cục nguồn ở đây, dây nguồn đây. Thì phía sau này nó chỉ có 3 cổng thôi. Cổng này thì nó cấp nguồn nè. Mọi người thấy cổng nguồn là mọi người biết nó cũ nè. Cổng nguồn micro USB rất là lâu nha, cái thế hệ này rất là lâu rồi. Thứ hai nữa là đến phần ốc out, đây là out ra 3.5 nha. Thì 3.5 mọi người có thể cắm từ 3.5 mọi người đi ra AV để mọi người vào loa. Hoặc nếu mọi người đang sử dụng vang số, nếu một combo mà ngoài trời của mọi người chơi á, mọi người có vang số á, thì mọi người có thể cắm optical trực tiếp vào vang số luôn, chất lượng ra cũng rất là tốt. Đó. Thì thật ra khi mình bán hàng thì mình có hàng, bên mình có sao mình nói vậy thôi. Hàng này nó chỉ còn khi mà mua, mọi người mua về mọi người bán này thôi. Không có box nha. Thiết bị máy, cục sạc và cái dây là hết rồi, dây của Bose luôn nha. Đó, đi kèm nha. Đó, nó chỉ vậy thôi. Kết nối này thì nó cũng khá là đơn giản, để chắc mình cắm điện lên cái đi để mọi người coi. Ok, đây mình có cái ổ cắm đây rồi, mình cắm điện ha. Thì sau khi mọi người cắm lên thì nó sẽ chớp như thế này nè. Mọi người thấy chớp chớp không? Nó chớp như này, nó đang dò rồi. Thì mọi người lấy điện thoại, mọi người search vô cái con mà Bose Bluetooth Audio adapter này, mọi người thấy không? Đó, thì mọi người bấm vô một cái thì nó kết nối, là nó sẽ đứng đèn lại là xong. Đó, đứng đèn rồi. Ok, vậy là xong. Đơn giản ha. Nó cũng chức năng của nó cũng tương tự một con Bluetooth bình thường thôi, không có gì khó. Ở dưới này thì nó có thêm một cái mặt mềm mềm á, dạng là cao su á, cho mọi người để nó bị vững được vững hơn, nó không bị trượt. Đó, vậy thôi. Hàng hóa thì lúc nào bên Thiên Vũ thì mọi người biết Thiên Vũ rồi, lúc nào bên hàng Thiên Vũ là lúc nào cũng là hàng chính hãng hết trơn á. Còn tình trạng hàng hóa sao mình cũng chia sẻ thẳng mọi người luôn. Về giá sản phẩm này thì đâu đó nó sẽ rơi vào tầm giá khoảng 1.9 triệu. Nếu mà nó so với sản phẩm của Bose thì giá này khá là tốt so với một cục Bluetooth đến từ thương hiệu lớn. Và số lượng này cũng không có nhiều đâu, thật ra là nó chỉ về được cái lô này, lô cuối cùng thôi, để coi như là dạng như một đại lý nào bên nước ngoài họ thanh lý xả kho á, thì nó còn những cái model như thế này thì họ xả kho ra. Thì hiện tại mức giá đang rất là tốt cho mọi người có thể mua được để trải nghiệm cái dòng Bluetooth của Bose. Có thể nói là những cái dòng này thì chất nhạc thì mọi người biết rồi, cái những thằng Bluetooth Bose chất nhạc nó ra rất là ok. Thì mọi người có thể đến showroom Thiên Vũ để mọi người trải nghiệm sản phẩm nha. Mình là Khánh, xin hẹn mọi người, bye bye.